Tư Thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2021 và cũng là chương trình lần thứ 1022 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện từ ngôi chùa đến đan viện. Câu chuyện thứ hai, tất cả từ Satan. Câu chuyện thứ ba, sự thật day dứt. Và câu chuyện thứ tư, thăm cây cầu này. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Từ ngôi chùa đến đan viện dòng kín Clara. Đây là chứng từ của một nữ Phật tử Thái Lan, người đã chọn đức tin công giáo. Con gái của cha mẹ Phật tử người Trung Hoa di cư sang Thái Lan là cô Orawan, bây giờ là nữ tu Anastasia và sống ở tu viện đa sắc tộc của các sơ dòng kín Cappuccino Clara khó nghèo Gabatella ở Roma. Các nữ tu dòng Clara Cappuccino được nữ tu người Tây Ban Nha Maria Richenza thành lập là một nhánh của gia đình Francisco, chính xác là các nữ tu Clara Assisi. Ở Pháp có hai đan viện Cappuccino, một ở Aix-en-Provence và một ở Chamalières. Ngày 11 tháng Giêng năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã đến thăm dòng Clara ở Valle Gloria, nước Ý. Tôi sẽ không bao giờ quên, đó là đêm thứ sáu tuần thánh năm 2000. Tôi đang ở trong nhà nguyện của dòng kín Clara khó nghèo ở Pangbong, Thái Lan, để hôn thánh giá thay thế cho nhà tạo trên bàn thờ của tất cả các nhà thờ công giáo. Tôi ở một mình và suy nghĩ về các sự kiện đặc biệt gần đây trong cuộc đời của tôi. Tôi là thiếu nữ Phật tử Trung Quốc di cư sang Thái Lan. Tôi sống ở Bangkok và làm việc trong một ngân hàng với mức lương cho phép tôi nuôi được gia đình đông của tôi. Tôi sống một cuộc sống yên tĩnh thanh bình. Tôi có quen với một thanh niên công giáo. Anh ta nói với tôi nhiều về tôn giáo của anh và anh muốn tôi trở lại vì chúng tôi muốn kết hôn. Tôi bèn nói với anh rằng nếu tôi theo đạo là vì tôi tin ở Chúa chứ không phải vì tôi muốn kết hôn với anh. Chúng tôi cùng nhau đi nhà thờ và tôi dừng lại, nhìn thấy anh đang quỳ gối sốt sắng và không biết gì đang xảy ra chung quanh mình. Tôi liền nghĩ đến Đức Phật của tôi. Khi ở nhà thờ về, tôi đến ngôi chùa đầu tiên. Trên đường đi để dâng hoa và cúng, tôi có phải là người tin đạo Phật không? Tôi đã học tiếng Bali Sanskrit, ngôn ngữ thiêng liêng mà đồng bào tôi dùng khi cầu nguyện. Mỗi tuần tôi đổ đầy bình bát để các nhà sư đến lấy thức ăn trên đường đi. Thỉnh thoảng tôi đi chùa, đặc biệt những chùa ở gần nhà, đó là tất cả. Cùng lúc đó tôi ở một mình trong nhà thờ công giáo để xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi. Chồng chưa cưới của tôi nói rằng nếu tôi không theo đạo công giáo thì tôi phạm tội, tôi muốn được tha thứ. Tôi đi học giáo lý và một năm sau thì tôi được rửa tội. Một ngày nọ tôi đọc tin trên báo, một nữ tu công giáo cần giúp đỡ để được chữa trị. Mỗi sáng tôi mang tiền đóng góp đến bệnh viện, nữ tu được một số nữ tu nước ngoài tận tình giúp đỡ. Tôi không tin vào mắt mình và tôi tự hỏi làm sao người ta có thể quan tâm đến một người xa lạ như thế. Mẹ hỏi, phải muốn đi tu không? Tôi trả lời, dạ không, con là người có tội. Bà bảo, ngay cả kẻ có tội cũng thành nữ tu được. 3 tháng sau, người phụ nữ bị bệnh qua đời và tôi xin được phép ở lại tu viện một thời gian. Tôi đã ở đó 2 tuần và chú ý quan sát đời sống của các nữ tu, cả trong các việc nhỏ mà họ làm cho tất cả các gia đình. Tôi rất thích nhưng không nói với ai. Khi lễ phục sinh đến gần, tôi rủ em gái theo tôi đến đan viện. Mẹ tôi cũng đến. Bà tin rằng tôi muốn đi cầu nguyện và cũng phù với thời gian ăn năn sám hối cầu nguyện của lễ mùa chay đã được dự trù cho các Phật tử. Tôi đến tu viện Cappuccino Clara khó nghèo
ở Bang Phong, một trong 6 tu viện của các nữ tu Capuchino ở Thái Lan, với 88 nữ tu. Tôi thiếu rất nhiều thứ, kể cả máy lạnh, nhưng tôi nhận ra không sao. Tôi thích cầu nguyện và sống với các sơ. Tôi đã thực sự hài lòng. Vào đêm trước khi về nhà, mẹ bề trên hỏi tôi muốn ở lại tu viện hay về. Tôi trả lời rằng tôi vẫn chưa quyết định, trong lòng tôi đang có một cuộc chiến giữa ước muốn ở lại với Chúa Giêsu và trở về với gia đình để kết hôn. Vào đêm thứ 6 tuần thánh đến, tôi một mình đến trước thập giá được thắp sáng bởi vài ngọn nến. Có một bầu khí siêu nhiên. Đến một lúc nào đó tôi ngỡ mình nghe một giọng nói, tại sao con muốn rời ta? Tôi hiểu đó là tiếng Chúa Giêsu và tôi đáp lại, lạy Chúa, nếu có ai bỏ Chúa thì chắc chắn người đó không phải là con. Tôi đã thức trắng một đêm và sáng thứ 7 tuần thánh tôi chạy đến mẹ bề trên để nói với mẹ rằng tôi ở lại đan viện mãi mãi. Tôi đã nói chuyện này cho gia đình và văn phòng. Trong gia đình thì cha tôi bị đột quỵ, mọi người đều bật khóc, nhất là mẹ tôi. Trong văn phòng thì họ nói tôi điên. Vì sao vậy? Xinh đẹp, giỏi giang, công việc cho phép bạn có mọi thứ trong cuộc sống, mà bạn lại bỏ tất cả à? Điên rồi, chỉ có người điên mới làm như vậy. Vâng, người điên này chính là tôi, bây giờ là sơ Anastasia, đã sống trong tu viện đa sắc tộc của Capuchino. Clara khó nghèo ở Roma, sơ ghi tên học phân khoa linh đạo Francisco của giáo hoàng học viện Antonianum de la Via Merulana ở Roma. Sau khóa học, sơ sẽ trở về Thái Lan và nơi nhà dòng ở đây sơ sẽ sống suốt cuộc đời của mình. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tất cả của cải mà con có là từ Satan. Dân thành Antiochia say mê tài nghệ và sắc đẹp của nữ nghệ sĩ múa Pelagi. Họ đi theo cô như theo một bà hoàng. Một ngày kia giữa đám rước vui nhộn, người nữ nghệ sĩ này trong trang phục diêm dúa đi ngang qua mặt nhiều vị giám mục đang họp nhau tại thành phố để chuẩn bị cho một cuộc họp công đồng. Nhìn thấy cô, các ngài đều cúi mặt xuống cả, nhưng thánh Nôn, giám mục thành Edas, đã thở dài và kêu lên, trời đất ơi, những người anh em của tôi ơi, thẹn thùng thay cho chúng ta, những người đã cố gắng quá ít cho công việc nước trời. Các vị đã thấy Pelagi và biết tất cả những gì mà cô ta làm chỉ để kết án mình và đem lại đau khổ cho người khác, và chỉ để làm vui lòng ma quỷ mà thôi. Còn tôi đã làm gì để Thiên Chúa vui lòng, để cứu linh hồn tôi, và để dân thành Edas được vào nước trời? Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho cô ấy được ơn ăn năn hối cải. Ngày Chúa Nhật sau đó, người ta mời Đức Giám Mục Nôn đến giảng. Ngài đã giảng về đề tài sự chết, phán xét hỏa ngục, và sự cần thiết của việc hối cải. Đúng hôm đó cô nghệ sĩ múa Pelagi cũng có mặt để nghe giảng. Được ân huệ của Chúa chạm đến, cô bắt đầu than khóc những tội lỗi của mình. Sau thánh lễ, cô đến quỳ dưới chân Đức Giám Mục, lúc ấy đang đứng giữa các giám mục khác. Ngài muốn thử thách lòng hối cải của cô, nên bảo cô đi và trở lại sau. Cô Pelagi kêu lên với giọng nghẹn ngào, tại sao Đức Cha vừa giảng rằng nước mắt sẽ xóa đi mọi tội ác? Vậy Đức Cha định rước mắt của con hạnh phúc ấy sao? Đức Cha Nôn hỏi ý kiến các vị giám mục, tất cả đều cho rằng cần tha thứ cho cô ta ngay tức khắc. 3 ngày sau, Pelagi mang đến chỗ Đức Cha Nôn tất cả những gì mà cô có, nào là vàng, ngọc, đá quý, và nhiều xiêm y lộng lẫy. Thưa Đức Cha, đây là tất cả của cải mà con có được từ Satan. Xin Đức Cha làm gì chúng thế nào tùy ý. Con không muốn sự gì khác ngoài sự giàu có của Chúa Giêsu. Và trong ngày hôm đó cô ta biến mất. Người ta chia nhau đi tìm cô nhưng vô ích, không thấy bóng dáng của cô đâu cả.
cô đã đi than khóc tội lỗi mình và chuẩn bị chết trong một căn nhà nhỏ trên núi Olivers. Chính tại đây người ta đã tìm thấy cô sau 2 năm vắng bóng, đúng vào lúc cô vừa trút hơi thở cuối cùng. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Sự thật rây rứt. Một ngày nọ đang đi trên đường, bỗng nghe tiếng có người hô bắt cướp. Nam liền theo tiếng hô mà chạy tới. Tên cướp dáng người thấp bé, trên người hắn đang ôm cái túi sách chạy bán sống bán chết. Vốn dĩ tên cướp có thể chạy thoát, nhưng hắn đã xui xẻo khi gặp Nam. Hắn cũng nhất quyết không chịu thua. Sau một hồi quyết đấu với nhau, tên cướp yếu thế dần, hắn ta hốt hoảng bỏ chạy. Nam vội vàng đuổi theo. Đúng lúc đó có một chiếc xe lao tới, tên cướp bỗng quay người lại dùng hết sức để đẩy Nam ra, khiến cậu ngã sang bên đường. Tên cướp đã chết, chết rất thảm. Thế nhưng biết trách ai đây, nếu hắn không cướp, không chạy, không ai thương hại hắn cả. Mọi người đều khen ngợi Nam. Vụ việc nhanh chóng được lên báo, ai ai cũng tôn Nam làm anh hùng. Thế nhưng Nam không hề vui vẻ chút nào, mà ngược lại tâm trạng vô cùng nặng nề. Anh hùng gì chứ, là cậu đã đuổi theo tên cướp khiến hắn phải chết thảm. Nếu không phải tên cướp đẩy cậu ra thì cậu cũng đã bỏ mạng lại rồi. Nam quyết định đến đồn cảnh sát hỏi thăm địa chỉ của tên cướp. Họ nói rằng hắn xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo, mặc dù đã thông báo nhưng không tìm thấy người nhà của tên cướp. Cảnh sát nói rằng cậu hãy yên tâm, rằng cậu không phải chịu trách nhiệm về cái chết của tên cướp. Thấy lương tâm day dứt, Nam quyết định tìm về nhà của tên trộm. Cũng khá vất vả, cuối cùng Nam cũng tìm được nhà của tên cướp. Gần đến cửa, Nam có chút ngập ngừng, bởi cậu không biết phải nói thế nào với người nhà của hắn. Trời mưa lất phất, lạnh đến thấu xương. Nam đứng trước cửa nhà tên cướp, còn chưa chuẩn bị vào nhà, cậu đã nghe thấy tiếng nói run run yếu ớt nói với ra: "Có phải con trai mẹ đã về rồi không?" Nam giật mình, cậu bước vào cửa. Mọi thứ đập vào mắt khiến cậu không thể nào tin được. Cả căn phòng chật hẹp chỉ có mỗi một chiếc giường. Ngồi trên giường là một bà cụ mù mắt. Bà lại hỏi: "Bảo à, là con đấy đúng không? Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Mắt của mẹ có chữa trị cũng không khỏi được đâu. Con đừng chạy đi làm thuê khắp nơi nữa, hãy ở nhà với mẹ, thời gian của mẹ không còn nhiều nữa." Nói xong, hai hàng nước mắt bà cụ lăn dài trên má. Khóe mắt Nam cũng bắt đầu cay cay. Cậu bước đến gần nắm tay bà cụ. Cậu còn chưa kịp nói gì thì bà cụ đã mở lời: "Cậu không phải là Bảo, vậy cậu là ai?" Nam ngạc nhiên bởi bà cụ có thể nhận ra mình không phải là con trai của bà. Cậu run run nói: "Dạ, cháu là bạn thân của Bảo đây ạ. Cháu đến..." "Có phải thằng Bảo nó xảy ra chuyện gì rồi không?" Bà cụ lo lắng nắm lấy tay của Nam và hỏi. Vẫn chưa biết phải nói thế nào, bà cụ lại nói tiếp: "Có phải con trai ta chết rồi không?" "Điều này..." "Nói đi, có phải nó đi trộm đi cướp nên bị người ta đánh chết không? Nếu đúng như thế thì ta có chết cũng không nhắm được mắt." Còn chưa kịp nói hết câu, bà cụ đã khóc nức nở. Nam đỏ bừng mặt và nói: "Không, không, cậu ấy là một anh hùng cứu một người mà cậu ấy đã bị xe đụng phải." Bà cụ không khóc nữa, nhưng vẫn nức trong nước mắt. Bà run rẩy hỏi: "Có thật là như thế không? Thật vậy không?" Nam đáp lại: "Thật ạ." Rồi bàn tay Nam run run lấy từ trong túi áo ra một khoản tiền đã được chuẩn bị sẵn từ trước để đưa cho bà cụ và nói: "Bác à, đây là phần thưởng của Bảo, bác hãy nhận lấy đi." "Phần thưởng à? Ta không cần phần thưởng đó, con trai ta đã làm việc tốt. Con có biết mẹ lo lắng đến thế nào không? Mẹ chỉ sợ con làm việc hồ đồ, đi ăn trộm ăn cướp của người ta để chữa bệnh cho mẹ.
nhưng giờ thì mẹ yên tâm rồi. Bà cụ lại khóc, nhưng cái khóc đau khổ pha chút tự hào kiêu hãnh. Nam im lặng ôm chặt bà, chào bà, rồi vội đặt tiền ở đầu giường, từ từ bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, cậu ta nhìn lại bà lần cuối, nước mắt rơi không ngừng. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện mới tựa đề Bác sĩ không biên giới. Có một anh bác sĩ trong tổ chức Bác sĩ không biên giới của WHO. Chắc rằng mấy ngày nay anh vẫn chờ những bài viết để dịch và kể cho các thủy thủ nghe. Anh đi thăm người nghèo, bị tai nạn khá nặng, được đem vào tàu bệnh viện lênh đênh giữa Thái Bình Dương. Những anh thủy thủ đơn sơ nhưng tâm hồn lại rất mềm mại. Ngày nào họ cũng vây quanh anh để nghe chuyện về Chúa Giêsu. Mà chính anh bác sĩ này, đời anh cũng là một chuyện lạ. Năm 1972 ở Huế, gia đình của anh bị pháo kích chết hết, được một gia đình nuôi bắt đi chăn bò, chăn chẳng nổi, bị đánh đập, trốn, lê lết khắp đầu đường xó chợ và mồ hoang, lại giữa cảnh chiến tranh bom đạn, có khi đói quá, đi ăn cắp cơm, nào ngờ ăn cắp được dĩa cơm chó. Tháng 3 năm 1975 ở Quy Nhơn, thấy người ta chạy ra biển, anh cũng leo lên phao chạy theo chơi, nào ngờ lênh đênh gần chết. Sau mấy ngày được một cano hải quân vớt lên, đưa định cư bên Pháp. Ở Pháp anh đậu bằng thạc sĩ, bác sĩ ưu hạng về tim, và gia nhập tổ chức Bác sĩ không biên giới. Gần đây anh lãnh nhận bí tích thánh tẩy, nên trở thành người con của Chúa Giêsu. Con đường thiền có cần những biến cố không? Điều này thì chẳng biết, nhưng Kitô giáo thì cứ xảy ra như một chuyện đời, như trùng trùng những biến cố. Ở đó ông Giêsu theo đuổi, ông Giêsu ra tay, ông Giêsu thể hiện quyền năng và tình thương của ổng. Nghe chuyện của anh bác sĩ này mà lòng hồi hộp xúc động, thì đời mình cũng như thế, cũng còn hơn thế nữa. Nãy nói với anh, đời tôi cũng đen như mõm mèo mõm cún, chẳng biết ngày sinh tháng đẻ đã vậy mà chưa hề biết ông bố thật của mình. Họ Đặng nhưng đâu phải họ Đặng, cứ tưởng mình chỉ là đứa mồ côi cha, nhưng sự vụ lại rắc rối hơn rất nhiều. Tuổi thơ đã nghèo khó, lại gặp những tai nạn ghê hồn khủng khiếp. 41 tuổi bị gọi làm linh mục, đã đau đớn tức tối dãy giụa giận hờn dữ dội với ông Giêsu, cho tới lúc nghe có tiếng nói rằng: "Tớ gọi tên cà lơ thất thểu tội lỗi nhất làm linh mục thì có sao đâu." Kitô giáo ơi, những mảnh đời, những kiếp người cô đơn đớn đau bệnh tật, bò bò lết lết, nhưng rồi tình thương cúi xuống, không, không phải cúi xuống mà tự bao giờ vẫn lặng lẽ ở bên, lặng lẽ đi cùng, lặng lẽ dẫn đưa, lặng lẽ yêu thương, trao gửi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Nếu anh có thể sống, hãy quay lại thăm cây cầu này. Tù binh bị đồng đội căm hận và báo thù đến chết, 60 năm sau phát hiện từ một gốc cây chấn động cả nước Anh. Roddick là một tù nhân chiến tranh người Anh. Anh bị bắt trong một lần kém may mắn, và giống như nhiều tù nhân khác, Roddick bị áp giải đến một trại tập trung ở Đức. Trong trại tập trung có gần 1.000 tù binh, toàn bộ đều là người Anh. Họ bị đối đãi thậm tệ đến mức khó có thể lột tả hết, không khác gì loài vật và phải làm những công việc vô cùng nặng nhọc. May mắn là Roddick là một binh sĩ huấn luyện kỹ năng lái xe tải trong quân đội Anh. Trong trại tập trung của người Đức, vị trí này lại thiếu rất nhiều, nên tại đây anh được chiêu mộ làm người lái xe. Tất nhiên trong số những tù binh Anh ở trại tập trung đó, không ít người có kỹ năng lái xe, nhưng chẳng ai tình nguyện làm công việc đó, bởi nhiệm vụ của việc lái xe là chuyên vận tải những chiến hữu chết đói và bị sát hại mỗi ngày đến nơi chôn cất. Tuy nhiên, Roddick lại tỏ ra rất nhiệt tình với công việc này.
Anh nói mình sẽ vui vẻ làm tốt công việc được giao. Và như vậy, Rodrick cuối cùng đã là một người lái xe của Đức Quốc xã, và cũng kể từ đó anh trở nên thô bạo và tàn nhẫn với chính đồng bào của mình. Không chỉ quát tháo, lớn tiếng với các tù nhân, anh còn dùng bạo lực, nắm đấm, hướng về phía họ. Thậm chí có tù nhân rõ ràng chưa chết, anh vẫn cố tình vứt lên xe. Lẽ dĩ nhiên tất cả những tù binh đều tỏ ra căm hận con người này, đồng thời dùng nhiều cách khác nhau để cảnh cáo Rodrick. Nghe xong anh vẫn bỏ ngoài tai. Việc mình làm, các tù binh không tiếc lời mắng nhiếc Rodrick là tên cẩu tặc, kẻ bán nước, loài chó săn. Nhưng cũng chính nhờ đó, quân Đức Quốc xã càng lúc càng thích thú và tín nhiệm Rodrick. Ban đầu khi anh lái xe ra khỏi trại tập trung, thì binh sĩ Đức Quốc xã đều chặn xe lại kiểm tra, giám sát từng cử động. Nhưng về sau anh có thể ra vào thoải mái mà không hề bị kiểm soát. Chiến hữu của Rodrick cũng ngầm công kích anh, không ít lần thiếu chút nữa thì bị họ đánh cho mất mạng. Sau một lần bị đánh thừa chết thiếu sống, Rodrick vĩnh viễn mất đi một cánh tay, đồng thời anh cũng mất đi giá trị lợi dụng, không còn có thể tiếp tục lái xe. Rodrick như chiếc bị rách, bị quân Đức Quốc xã vứt ra bãi rác. Không còn được quân Đức bảo hộ, Rodrick nhanh chóng rơi vào trận địa báo thù vô tình của các tù nhân chiến tranh người Anh. Một ngày kia, trong một hoàn cảnh cô độc đến thê lương, anh chết cạnh một góc tường ẩm ướt trong trại tập trung của người Đức. 60 năm đã trôi qua, người dân ở quê hương Rodrick dường như sớm đã quên mất anh, còn những người trong gia tộc cũng cố tình né tránh tất cả những việc làm liên quan đến con em mình. Cứ như thế, Rodrick bị chôn vùi trong cát bụi của thời gian. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, một tờ báo có lượng phát hành không nhỏ của nước Anh đã đăng tải một bài viết có tựa đề "Người cứu tôi là người tôi hận nhất, ở ngay vị trí bắt mắt nhất, trang nhất." Nội dung bài báo như sau: trong trại tập trung của Đức Quốc xã có một tên phản đồ là Rodrick, can tâm bán mạng cho tụi Nazi, tức là Đức Quốc xã. Ngày hôm đó tôi ốm nhưng chưa chết, thế nhưng anh ta vẫn vất tôi lên xe tải và nói với bọn Đức là đem tôi đi chôn. Tuy nhiên điều khiến tôi không thể ngờ đến là khi xe chạy được nửa đường, Rodrick ngừng xe lại, nhấc tôi đang thoi thóp ra khỏi xe và đặt tôi xuống dưới gốc một cây cổ thụ, để lại vài mẩu bánh mì đen và một bình nước, vội vã nói với tôi rằng nếu như anh có thể sống hãy đến thăm cái cây này. Rồi anh ta cấp tốc lái xe đi mất. Sau khi câu chuyện ngắn ngủi này được đăng không lâu, tòa soạn báo liên tục nhận được điện thoại gọi đến, và không một ai ngoại lệ, tất cả đều là cựu binh chiến tranh thế giới thứ hai, và đều là những chiến binh già không may từng bị bắt làm tù binh. Một điều nữa càng khiến người ta không thể tưởng tượng được là không một ai ngoại lệ, 12 cựu chiến binh gọi điện đến đều từng ở cùng nhau trong một trại tập trung của người Đức, đó là trại tập trung mà Rodrick đã ở. Những câu chuyện do chính 12 cựu quân nhân kể ra dường như đều là bản sao của câu chuyện đã được đăng tải trên mặt báo. Họ đều được Rodrick đặt xuống dưới gốc cây và nhờ đó mà thoát chết. Điều khiến người ta chú ý hơn là mỗi lần Rodrick lái xe ra khỏi trại tập trung, anh ta đều nói với các chiến hữu rằng nếu anh có thể sống hãy quay lại thăm cái cây này. Người biên tập và giới thiệu bản thảo của bài viết là một cựu biên tập từng tham gia chiến tranh. Dựa vào trực giác nghề nghiệp, ông ta phán đoán một cách nhạy cảm rằng cái cây mà Rodrick nhiều lần nhắc đến nhất định phải chứa đựng nội dung gì đó, và ông lập tức tổ chức các cựu binh hợp thành nhóm 13 người men theo con đường năm xưa họ trốn chạy để tìm cái cây vốn không thể phán đoán liệu có tồn tại hay không. Khi đoàn người đến được điểm đến, rừng núi vẫn như xưa, cái cây cổ thụ vẫn ở đó.
Một cựu chiến binh không kiềm chế được cảm xúc, chạy về phía trước ôm thân cây và khóc lớn. Trong một cái hộp ở gốc cây, người này phát hiện một cái hộp sắt đã hoen sỉ từ bao giờ. Khi mọi người súng lại lấy và mở chiếc hộp ra, họ phát hiện một cuốn nhật ký nhiều trang đã loang lổ, và trong đó là một tấm ảnh đã mốc theo thời gian. Nhẹ nhàng lật dở cuốn nhật ký, cựu biên tập viên bắt đầu đọc: "Hôm nay mình lại cứu được một chiến hữu. Đây đã là người thứ 28 rồi, cầu mong anh ta có thể sống được. Hôm nay 20 chiến hữu của mình đã chết. Đêm qua các chiến hữu lại một lần nữa mạnh tay với mình. Nhưng mình phải kiên quyết đến cùng, cho dù thế nào đi nữa mình cũng không được nói ra sự thật. Như thế mình mới có thể cứu được thêm nhiều người khác nữa. Các chiến hữu thân yêu, tôi chỉ có một hy vọng nếu các bạn còn sống. Xin hãy quay lại thăm cái cây này." Giọng của vị cựu biên tập ứ nghẹn lại. Những cựu binh khác đã rơi nước mắt từ khi nào không hay. Những mái đầu hoa râm đứng dưới tán cây cổ thụ, cho đến lúc đó mới hoàn toàn nhận thức thật rõ ràng rằng Rodick đã cứu tất cả 36 tù binh của Anh quốc. Hôm nay, những người còn sống trên đời, có lẽ không chỉ có 13 người đi tìm lại gốc cây năm xưa. Cuốn nhật ký và tấm ảnh liên quan đến trại tập trung được lưu lại ở hốc cây, đó là bằng chứng thép vạch trần tội ác của Đức quốc xã với thế giới. Nó cũng là bằng chứng thép cho thấy Rodick không tồi tệ như các chiến hữu năm xưa đã đánh giá về anh. Chia tay với các cựu chiến binh, vị cựu biên tập nhanh chóng cho đăng tất cả những câu chuyện đủ hay đủ sức, lay động hàng triệu triệu trái tim trên khắp thế giới. Trên trang bìa của tờ báo mình đang cộng tác, vì được báo chí đưa tin mà khung rừng già cùng gốc cây lưu lại dấu tích của Rodick bỗng trở nên náo nhiệt. Không ít người đã tự tìm đến đây cúi đầu trước người chiến binh thực sự vĩ đại, thể hiện sự tôn kính của họ dành cho anh. Lẽ đương nhiên Rodick trở thành anh hùng của nước Anh. Một tác giả đến thăm khu rừng này, đem một bó hoa rừng không rõ tên đặt trước bia kỷ niệm mộc mạc và ngồi lại dưới gốc cây thật lâu. Về sau, ông ta lấy bút ra viết một đoạn cảm xúc nơi cuốn sổ của mình. Ông cảm giác là mình có trách nhiệm phải nói với mọi người, sự hoàn mỹ luôn cần có cái giá để đánh đổi, không có tinh thần trách nhiệm lớn lao, không có sự hy sinh bất khuất, không có một tinh thần thép tuyệt đối không thể làm được. Khát vọng hoàn mỹ là quyền của mỗi con người. Có những lúc sự hoàn mỹ đó vì bị môi trường thúc ép mà hình thức biểu hiện của nó trở nên khác với nguyện vọng ban đầu. Vì thế mà tạo nên sự hiểu lầm dẫn đến những ánh mắt thù địch. Điều này nhất định sẽ hình thành nên một loại áp lực xã hội vô cùng lớn. Thế nhưng, người có thể vì sứ mệnh cao cả của sự hoàn mỹ, từ đầu đến cuối chấp nhận mọi oan ức, đau đớn, hiểu lầm, tên tuổi của anh ta sẽ trở thành một lá cờ luôn dương cao, cao mãi. Rodick là một người như thế, và trên thế giới này, tôi kính phục nhất một kiểu người mà trong hoàn cảnh ác liệt và tồi tệ, họ thà chấp nhận gánh nặng trên vai và bước tiếp thay vì sống vô trách nhiệm để mặc đời muốn trôi đến đâu thì đến. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.